Chào các bạn, ngày hôm nay tiếp tục chúng ta đến với bài học số 3 của chương trình Tự học lập trình Python. Ở bài 3 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu biến số và các kiểu dữ liệu, mà ngoài ra chúng ta sẽ có tìm hiểu một chút về cái lệnh input và print, tức là in xuất ra màn hình. Bắt đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ học về biến số trước. Như ở cái bài số 2 chúng ta đã thử gắn một số biến rồi, ví dụ biến A gắn bằng 12. Cái dòng thứ hai chúng ta lại gắn biến A bằng 9, thì lúc này nó sẽ nhận cái giá trị cuối cùng là bằng 9. Và chúng ta cho cái biến A này bằng A cộng 1, thì lúc này giá trị của chúng ta sẽ bằng 10. Ở đây chúng ta sẽ mở PyCharm lên và chúng ta thử luôn cái phương án này. Đầu tiên là các bạn sẽ mở PyCharm lên, sau đó các bạn nhấn chuột phải vào, chọn New, chọn Python File, và các bạn nhập vào bài 3. Ở đây chúng ta thử gán cái biến A bằng 12, được chưa? Đúng chuẩn phép 8 gọn cách ra nhé, được chưa? Không cách thì vẫn chạy bình thường, đúng không? À, biến thứ hai, biến A bằng 12, biến thứ hai chúng ta gán A bằng 9. Và cuối cùng là chúng ta gán A bằng A cộng 1, được chưa? Thế thì để chúng ta sẽ print, dùng lệnh print để xuất ra màn hình nhé các bạn nhé. Print này, sau đó chúng ta ghi biến A, xuất ra biến A ở trường hợp thứ nhất. Chúng ta xuất ra biến A ở trường hợp số 2. Và cuối cùng là chúng ta xuất ra biến A ở trường hợp số cuối cùng, tức là chúng ta thực hiện phát toán sau đó thì chúng ta xem là cái biến của chúng ta đã thay đổi như thế nào. Tấn Ctrl Shift F10 để chạy, hoặc là các bạn nhấn Run và chọn Run ở đây, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ sử dụng phím tắt nhé, Ctrl Shift F10. Các bạn thấy chúng ta sẽ đầu tiên là A sẽ bằng 12, được chưa? Tiếp theo là A nó lại thay đổi giá trị vào bằng 9. Và ở cái dòng số 3 này này, chúng ta sử dụng gán biến A bằng A cộng 1, nên là 9 cộng 1 và xuất ra màn hình sẽ được kết quả là 10. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc khai báo biến. Ở đây thì cái số ở đây nó là cái biến này nó là một kiểu số, thì ở sau nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Còn ngoài ra chúng ta có thể đen cái biến số đi, tức là xóa cái biến số đi, bằng cách là chúng ta sử dụng cái lệnh delete. Delete là viết tắt bằng chữ DEL thôi. Các bạn cách ra cái biến số thì chúng ta sẽ xóa hoàn toàn cái biến số này đi. Sau khi xóa biến số này thì khi các bạn xuất cái màn hình bằng biến số này thì sẽ không xuất được nữa, bởi vì chúng ta đã xóa cái biến số này khỏi bộ nhớ của máy tính rồi. Các bạn ấn Ctrl Shift F10 này, thấy chưa? Nó sẽ báo lỗi bởi vì là nó cái biến A này chưa được định nghĩa, bởi vì là chúng ta đã xóa rồi. Ở bên trên thì vẫn là A bằng 12, A bằng 9, A bằng 10 này, tuần tự này, đúng chưa? Đoạn trên này. Và sau đó chúng ta xóa biến đi. Bây giờ chúng ta không thể xuất được nữa bởi vì chúng ta xóa cái biến đó đi rồi. Ok nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần sau, là chúng ta đi tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong Python. Thì có 6 dạng cơ bản của dữ liệu trong Python, bao gồm number này, kiểu số này, kiểu chuỗi, kiểu list, kiểu tuple, dictionary, tức là kiểu từ điển ấy. Bạn hiểu nôm na như vậy, sau này chúng ta sẽ học chi tiết sau. Và kiểu cuối cùng là kiểu set. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng phần một. Thứ nhất là kiểu dữ liệu số number ấy, thì chúng ta sẽ có 4 kiểu dạng dữ liệu như sau. Thứ nhất là kiểu số nguyên, thứ hai là kiểu boolean, tức là cái kiểu true false đấy. Kiểu float là kiểu số mà mình đang có dấu phẩy, bị 1,3, 1,4, -1,4 vân vân. Nó kiểu số có dấu phẩy. Còn cái kiểu số cuối cùng ấy là cái kiểu số phức nha các bạn. Thì cái phần số nguyên ý, là nó dạng cái kiểu là số nguyên, ví dụ -123 này, số 124589 này, kiểu thực này bao gồm là giá trị true và false, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thực hành ở trên cái PyCharm, chúng ta sẽ lướt qua lý thuyết trước. Kiểu tiếp theo là kiểu số kiểu float, là bao gồm các số dấu chấm, ví dụ như là 1.2, 1.3 như vậy nói. Kiểu số phức thì nó sẽ định dạng ra một phần số thực và phần số ảo. Thì chúng ta sẽ có là ví dụ như -1z, 0z hoặc là 1.0z, vân vân. Qua phần PyCharm nhé, chúng ta thực hành này. Ok, chúng ta qua PyCharm thực hành một chút nhé. Đầu tiên là kiểu số nguyên. Thì các bạn biết là kiểu số nguyên sẽ ở dạng là ví dụ như A12 này là số nguyên, đúng không ạ? B bằng số nguyên thôi. Nguyên thì có nguyên dương, nguyên âm, âm 1 chẳng hạn thế. Thì nó là kiểu số nguyên.
Còn kiểu số 2 là kiểu kiểu kiểu, kiểu chu phô đúng không ạ? Kiểu Boolean. Đây kiểu Boolean đây. Kiểu 2 là kiểu Boolean. Kiểu chu phô này thì ví dụ như các bạn là gắn A bằng 1 đi. B bằng 2 đi. Đấy. Khi chúng ta print ra cái kết quả là A có bằng B hay không? Được chưa? Bằng B đi. Rồi ok. Ở đây chúng ta sẽ để cái dấu bằng bằng này để phép gắn bằng nhá. Thực sự bằng đấy. Nó phép so sánh thực sự bằng. Thì chúng ta thử print ra xem nó ra cái gì. Được chưa? Ra phô đúng không ạ? Sai. Bởi vì A bằng 1, B bằng 2 thì khi chúng ta in cái kết quả của cái việc là nó bằng hay là nó không bằng thì A không bằng B. Cho nên là kết quả ra phô. Ở đây mình thử sửa cái A thành 2 và B bằng 2 nhé. Sau chúng ta sẽ print ra ra kiểu chu, được chưa? Thì lúc này cái A bằng B này thì nó sẽ làm cái chu phô này nó gọi là cái kiểu Boolean. Nó sẽ trả về kết quả chu phô nhé các bạn. Đây ví dụ như chúng ta gắn cái biến C bằng bằng một cái biểu thức AB đúng không? C bằng chu phô. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ tạm hiểu như vậy, chu phô là kiểu Boolean đi, xong tí đó chúng ta sẽ làm bài tập. Phần tiếp theo là kiểu số thực. Số thực ví dụ như là A bằng 1.5 được ạ. B bằng 1.7. Đó chúng ta lấy A cộng B. Gắn C bằng A cộng B đi. Thì lúc này chúng ta sẽ print ra cái C. Thì kết quả chúng ta sẽ là 1.5 cộng 1.7 bằng 3.2. Thì đây là cái kiểu số kiểu float ạ, kiểu float. Float thì chúng ta cũng có float âm hay dương, có thể âm thêm âm vào. Lúc này A cộng B sẽ bằng là âm 0,19. Lại ra một đùi đằng sau. Và kiểu cuối cùng là kiểu số phức. Thì nó có thể thì nó có cái định dạng là ví dụ như trừ 1j, đấy, chúng ta print A ra thì nó có phần thực và phần ảo. Print A. Được. Nó sẽ ra là cái kiểu như này. Thì sau này thì đa phần bài tập chúng ta thì đang chưa chạm đến số phức nhiều nên các bạn có thể tìm hiểu sau nhé. Còn mình sẽ nói qua cái phần 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 số ba kiểu cơ bản này này trước này. Đấy. Rồi, tiếp theo đó là cái phần 4, chúng ta sử dụng cái lệnh input và print. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh input để cho người tức là tương tác với cái người dùng, chúng ta có thể sử dụng để nhập vào bàn phím. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh n bằng input, nó nhập vào giá trị của n và cái người dùng sẽ nhập một đoạn giá trị vào đây. Và sau đó thì cái n này nó sẽ nhận cái giá trị mà do người dùng nhập. Và chúng ta có thể xuất cái biến n đó ra màn hình. Chúng ta mở PyCharm lên và chúng ta thực hành luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ gõ cái biến bất kỳ, n đây là gọi biến bất kỳ, các bạn có thể gọi là gì cũng được, mình thay bằng biến đi, gọi biến bằng input, gọi là input. Được chưa? Khi các bạn gõ đến INP thì nó đã tự gợi ý rồi, các bạn enter luôn này, nó ra luôn cái lệnh cho các bạn. Tiếp theo là các bạn để dấu nháy kép để các bạn nhập vào một chuỗi. Được chưa? Cái này dòng này sẽ thông báo cho người dùng đấy. Nhập vào giá trị của biến. Được. Đợi mình chút, mình bật cái tiếng Việt lên chút. Ok. Ok, mình viết không dấu đi. Nhập vào giá trị của biến. Được. Rồi. Khi mà các bạn Ctrl Shift F10 cái dòng này lên ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó tương tác với người dùng. Được chưa? Các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể nhập được vào một cái chữ bất kỳ và nó sẽ lưu vào cái biến biến của chúng ta này. Dạ. Xong chúng ta enter thì sẽ lưu vào cái biến này. Và để kiểm tra xem cái biến này của chúng ta có lưu đúng vào cái dòng nó không thì chúng ta sẽ xuất cái biến này ra bằng cách là chúng ta sử dụng lệnh lệnh print. Các bạn enter xuống này các bạn dọn print, gõ PR nó tự gợi ý luôn, print này. Và chúng ta in cái biến này ra. Ấn Ctrl Shift F10. Nó sẽ hỏi là người dùng nhập vào một cái giá trị của biến. Chúng ta nhập vào giá trị ví dụ. Đó. Không do enter. Thì có phải là chúng ta vừa nhập cái dòng này vào vào bên trên này đúng không ạ? Thì Python nó đưa ra ngay cái giá trị chúng ta vừa nhập vào như này.
Thế tại sao người ta lại dùng cái lệnh input này? Ở trong thực tế là ví dụ như trong các bài toán là yêu cầu chúng ta nhập vào một số từ màn hình. Đấy, chúng ta thử làm luôn bài tập này nhé. Bài tập này đó là nhập vào một số từ màn hình. Số từ màn hình. Đấy, sau đó chúng ta là thực hiện cái phép toán là cộng cái số đó với 5, như thế. Thì ở bài toán này chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cái biến đầu tiên nó chạy a bằng input được. Nhập vào một số. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái phép toán là a bằng a cộng 5. Và chúng ta xuất ra kết quả là của cái biến a. Thì ở đây là chúng ta sẽ ấn Ctrl Shift F10 này. Thì có phải nó hỏi là nhập vào một số các bạn, nhập vào số các bạn như nhập 7. Nhập 7 vào thì lúc này a sẽ giá trị sẽ được gắn cái giá trị là 7. À, xin lỗi các bạn nhé, ở đây thì chúng ta sẽ có a nó sẽ là kiểu chuỗi cho nên nó chưa gắn được giá trị 7. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái nữa là int ở đây để chúng ta biến này thành thành kiểu số ấy. Bởi vì là khi chúng ta nhập vào như này ấy, thì tí nữa chúng ta sẽ học sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ biết là khi chúng ta nhập vào input không nó sẽ là kiểu chuỗi tức là kiểu ký tự ấy. Thì rõ ràng là một ký tự không cộng một số được cho nên là chúng ta phải gán cái biến int vào đây để cho nó thành số, được chưa? Các bạn cứ làm đi, lát nữa mình sẽ giải thích lại một lần nữa nhé. Thì có phải là chúng ta nhập vào cái giá trị Ctrl Shift A, Ctrl Shift F10 này chạy lại này. Ok, từ từ ra một chút này. A bằng input. INT hoặc input. Rồi, các bạn viết INT trước nhé. INT các bạn để trước. Ví dụ nhập vào 7 này. Thì có phải là 7 cộng 5 bằng 12 không? Đó. Thì cái việc mà chúng ta đưa cái input này vào là mục đích là chúng ta sẽ tương tác với người dùng để nhập số. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến những phần kiểm tra cú pháp cái typer tức là cái kiểu dữ liệu của biến này. Đấy thì nó sẽ giải thích chi tiết tại sao vừa nãy chúng ta phải thêm cái int vào đây. Ở đây chúng ta sẽ thử cái biến a bất kỳ, ví dụ như a chúng ta gán bằng 5. Như 56 ạ. Chúng ta sẽ print cái typer. Các bạn gõ print typer và mở ngoặc ra này, cái biến a, được chưa? Cái dòng này sẽ xuất ra cái đoạn typer A này này, nó sẽ kiểm tra xem cái kiểu dữ liệu của A này là kiểu gì. Nó là kiểu số trong năm cái trong 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 cái loạt mà vừa nãy mình nêu ra đây này. Mình có kiểu number, string, list, tuple, dictionary hay set. Thế thì cái lệnh typer này nó sẽ kiểm tra được cái biến đó của chúng ta là đang ở kiểu nào. Để chúng ta thử kiểm tra nhé, xem là A53 bằng 56 thì A nó sẽ là kiểu gì nhé. Rồi ok ạ, nó là class int, đúng chưa? Tiếp theo là chúng ta thử 56,2 đi. Vậy chúng ta học là kiểu float đúng không ạ? Thế kiểm tra lại luôn là cái a bằng 56 thì là kiểu gì? Rồi nó trả về float rồi đúng không ạ? Đấy. Quay trở ngược lại cái ví dụ vừa nãy ấy, thì chúng ta ví dụ như chúng ta đây này. Ví dụ chúng ta khai báo cái int bằng input này. Đấy, chúng ta sẽ kiểm tra cái typer của a nhé. Print cái typer của A. Giờ các bạn sẽ kiểm tra xem là cái nhập A bằng 8 đi. Rồi, class int đúng không ạ? A là kiểu số nguyên. Nếu mà chúng ta nhập Ctrl Shift F10 này, nếu chúng ta nhập A bằng 2,3 thì sẽ báo lỗi bởi vì là chúng ta ép cái kiểu ở đây là int. Các bạn để ý này. Cái dòng int này dùng để ép kiểu cho dữ liệu nhập vào. Thông thường nếu các bạn không có dòng này thì mặc định nó sẽ hiểu là kiểu string. Được chưa? Ví dụ các bạn nhập 2,3 này. Các bạn enter một cái là sẽ lỗi ngay bởi vì cái kiểu 2,3 là kiểu float mà các bạn ép sang kiểu int đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ thử luôn cái trường hợp là chúng ta ép kiểu float nhé. Đấy. Rồi ok. Thì khi các bạn đặt kiểu float này ép kiểu float cho dữ liệu nhập vào. Ctrl Shift F10 chẳng hạn như chúng ta nhập là 2,5 đi. Đó. Thì class của A lúc này trở về float ngay đúng không ạ? Và 2,5 cộng với 5 thì bằng 7,5. Ok chưa ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu
một chút về cái việc là chú thích trong Python. Thì khi mà chú thích trong Python ấy, thì cái chú thích này để làm gì? Là chúng ta, vì chúng ta viết một cái đoạn lệnh hoặc là một cái đoạn code dài ấy, thì người đọc người ta sẽ có nhiều cái chúng ta không biết là chúng ta đang làm gì hoặc là cái biến đó chúng ta để làm gì. Thì chúng ta có sẽ sử dụng cái chú thích để cho người đọc hoặc là người người ta xem code người ta có dễ hiểu hơn. Đấy, ví dụ như là chúng ta có trường hợp là chúng ta chú thích một dòng hoặc là chúng ta chú thích nhiều dòng. Thì cái này thì chúng ta sẽ dùng khá là nhiều. Đấy, ví dụ như là đây, ví dụ như là trong trường hợp này đi, ví dụ như là tôi đang viết một cái bài tập, ví dụ thăng bên đầu, để thăng ở đầu để chú thích một dòng, được chưa? Ví dụ như là bài tập 1. Đấy. Bài tập 1. Thì cái khi mà chú thích như này thì nó sẽ không chạy cái dòng chú thích này, và nó chỉ hiểu đó là một cái dòng bất kỳ thôi. Để các bạn là chú thích mà người dùng người ta đọc code người ta hiểu thôi. Và nó không hề chạy trong chương trình này và nó thành màu xám. Tức là nó không ảnh hưởng. Các bạn viết gì, viết nhăng, viết quậy vào đây nó cũng chả theo quy tắc nào thì cũng được. Nó là cái dòng để người ta đọc code thôi, để hiểu xem các bạn viết làm gì. Ví dụ như bài tập 1 là các bạn quy định là nhập vào một số A, đúng không ạ? Đây là các bạn nhập cái này đề bài rồi thôi. Nhập vào một số A. Sau đó cho A cộng với 5, đúng không ạ? Thì đây là chú thích của một dòng. Ở trong trường hợp mà chú thích của một chuỗi, tức là chúng ta muốn chú thích nhiều dòng thì chúng ta thích thì chúng ta viết như này, đúng không ạ? Mỗi cái thì một cái thăng, nhưng mà như này rất mất thời gian, nên trong trường hợp mà chú thích nhiều dòng thì chúng ta có thể sử dụng là ba nháy đơn, ba dấu nháy đơn. Đấy. Khi trong cái Python thì trong PyCharm ấy, thì các bạn có ba nháy đơn thì lập tức là nó sẽ đẩy ra sáu nháy trước sau, đóng luôn đấy, đóng mở luôn. Thế các bạn sẽ viết chuỗi vào đây, thế các bạn enter thoải mái luôn. Đấy, thì khi các bạn chú thích một chuỗi dài như này thì các bạn có sử dụng ba nháy đơn hoặc ba nháy kép nhé, ba nháy đơn cũng được, ba nháy kép cũng được, các bạn nháy đơn này. Đấy, thì nó ra sáu nháy đơn, thì các bạn thích kiểu gì cũng được. Đó, thì đây là cái cách chú thích trong Python. Kết thúc bài này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm một số cái kiểu dữ liệu khác, và chúng ta sẽ làm bài tập để các bạn sẽ hiểu hơn nhé. Hẹn gặp các bạn vào các buổi học ngày hôm sau.